Có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người qua 17 cái bài tích lũy đấy. Câu chuyện ở bài số 5. Trong cái bài số 5 này thì em xem được cái clip Try New Something for 30 Days. Thì trước khi mà em tìm hiểu em đăng ký khóa học này á, thì em đã biết được cái thời gian học, cái lịch học của mình là sẽ diễn ra vào cái thời gian sáng sớm ấy. Thì em có một cái mục tiêu nhỏ ở mặt ở trong giai đoạn là sẽ tạo cho mình một cái thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm ấy. Xong cái giống như em cảm thấy là có một cái sự sắp đặt hay là có một cái sự may mắn trùng hợp nào đấy ấy. Là em đăng ký học được tích lũy được 5 ngày rồi, 5 ngày giống như 5 ngày khởi đầu rồi ấy. Thì tới tới cái ngày thứ năm thì em xem được cái clip đấy, clip tại Try New Something for Today ấy. Giống như nó truyền thêm cho em được cái cảm hứng để mà em có thể duy trì cái việc tạo một cái thói quen nhỏ như vậy ấy. Em xem được cái clip đấy rồi cộng thêm những cái email tích lũy hàng ngày của chị Hằng nữa. Trong những cái email đấy thì chị Hằng chia sẻ những cái điều ở trong email, rồi những cái lời nhắn nhủ, những cái lời nhắc về luyện âm, luyện khí, luyện âm lực. Rồi em vừa duy trì cái thói quen dậy sớm, nó cộng thêm với cái việc luyện âm luyện khí hàng ngày nữa, thì em cảm nhận được thấy là ở trong cái cơ thể, trong cái bản thân em có được những cái sự nó thay đổi theo cái hướng mà nó tích cực hơn, mặc dù là chưa có nhiều nhưng mà nó có được những cái sự thay đổi tích cực. Thì Tích qua cực một như cái thế nào? Tích cực như thế nào? Chi tiết, đi vào chi tiết. tích cực hơn đấy là cái việc dậy sớm của em á, nó không có còn là cái cực hình giống như trước đây nữa. Trước đây em dậy sớm là một cái gì đó nó khó khăn lắm. Em đi học mà 7:30 là em vào trường, 7:30 là em vào học rồi, nhưng mà trước đây phải 7:10, 7:15 em mới bật dậy. Thì bây giờ cái việc dậy sớm của em thấy nó dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Mà dậy sớm như vậy thì có cái khoảng thời gian học xong rồi em có con sau khi học xong em còn có những cái thời có một quỹ thời gian đó để em làm được những cái việc khác, bắt đầu ngày mới nữa. Mà cái điều tích cực thứ hai mà em nhận thấy được đó là khi mà em luyện tập cả cái bài khí và bài âm lực mà chị nhắn nhủ hàng ngày đấy đó. Thì trước đây bình thường cái chất giọng của em, cái giọng nói của em đó, nó không còn được giống như em nói mà hay bị hụt hơi ấy. Em nói được ngắn, không có nói được dài, nói được một xíu là phải nghỉ 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 một tí để mà lấy lại cái hơi đó. Nhưng mà khi mà em luyện những cái bài âm lực với bài khí đấy thì em thấy là em cảm nhận được là cái giọng của em nó ổn định hơn. Em có thể nói được dài hơn xíu, dài hơn mà không có bị cảm giác là hụt hơi nhiều như trước nữa. Và cái chất giọng lúc mà em nói á, thì cũng nó cũng rõ hơn, nó cũng dễ nghe hơn là lúc là trước đấy. Thì đấy là những cái điều tích cực mà em nhận thấy được sau khi mà em có những cái thay đổi như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đấy mà em muốn chia sẻ với mọi người á, là khi mà tạo một cái thói quen mới á, thì không phải là trước đấy nha, trước đấy em cũng đã từng thử thách bản thân mình tạo những cái thói quen mới rồi, nhưng mà nó cứ được khoảng 2 ngày, 3 ngày, 5 7 ngày là tự dưng lại đi theo một cái program cũ, là lại giống như bắt đầu lại, nó lại bị mất đi cái đó. Nhưng mà cái nội dung của cái clip Try New Something for 30 Days thì cái anh diễn giả đấy, anh mới chia sẻ cái câu chuyện của anh á, và anh muốn nhắn nhủ đến mọi người là nếu mà muốn cái gì á thì cố gắng làm nó, nhưng mà phải duy trì tối thiểu nhất là được 30 ngày.
Thì từ chính cái câu chuyện của em á, trước trước đây em cũng đã có những cái thói quen, đã cố gắng tạo những thói quen, nhưng mà em giống như bị giữa chừng, em ngưng giữa chừng, không có duy trì được, không có kéo dài được. Nhưng mà thời gian đấy là có 17 ngày tích lũy trước đó, và cái thời gian code của lớp mình á, thì em đã kiên trì, em duy trì được cái thói quen này. Thì em cảm thấy là nếu mà mình duy trì được nó như vậy á, cái thời gian đầu cái quan trọng nhất là cái kiên trì và cái duy trì nó cho nó ổn định á. Thì khi mà duy trì được 30 ngày, hơn 30 ngày rồi, thì cái việc đó nó giống như là một cái phản xạ tự nhiên thôi, nó giống như một cái phản xạ tự nhiên mà mình không có cần phải lệ thuộc nhiều vào những cái bên ngoài. Giống như là những ngày đầu thì mặc dù dày như vậy, nhưng mà em phải để báo thức, để báo thức, nhưng không để báo thức là em quên. Sau này kể cả sau này cũng vậy, em cũng để báo thức, nhưng mà báo thức trước kia thì em đã tỉnh dậy rồi, đã có tìm điện thoại gọi, nghĩ là mình là dậy trễ chứ, nhưng mà thực ra là dậy sớm hơn cả báo thức kêu này. Dạ. Very good. Đi Luca này em nha. Đi 90 ngày Luca và thực hành từ việc 4 rưỡi đến 6 giờ như vậy là em sẽ là có được một cái thói quen set. Giống chị Dạ. bây giờ không cần báo thức giờ đó chị dậy. Dạ. Rồi, cảm ơn Linh.